Gì không ạ? Cả nhà, những cái nỗ lực đấy nếu mà không có sức khỏe thì tất cả đều là bằng không, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà có sức, cả những tín hiệu của chị Trần Thị Hiền đã có trục trặc ạ, nhưng mọi người chờ trong giây lát. cả nhà nghe rõ không ạ? À? Dạ vâng, chị Hiền quay trở lại rồi đấy ạ. Mọi người Ủa cho à? chị Hiền một tràng của sáu ạ. Từ nãy giờ là em nói không, mọi người không nghe được gì đúng không? Không, không chị ạ. Mời chị tiếp tục ạ. Dạ vâng. Ok, em sẽ quay lại đã nhá. Em sẽ quay lại từ từ cái phần đầu tiên đúng không ạ? Phần này là cả nhà đã nghe được chưa ạ? Nghe được Cái này rồi. cả nhà có nghe được không ạ? Giờ nghe được rồi chị ạ. Ok. Lúc nãy em có chia sẻ từ đầu ạ, nếu mà cái cuộc sống này mình đang nỗ lực vì điều gì đúng không ạ? Mình đang nỗ lực vì rất rất nhiều những cái vấn đề từ gia đình, con cái, nhà cửa, xe cộ, của cải, địa vị và du lịch như là sự nghiệp. Nhưng nếu tất cả những cái nỗ lực đấy mà nếu mà mình không có sức khỏe thì nó có giải quyết được vấn đề gì không ạ? Tất cả đấy sẽ đều là số 0 đúng không ạ? Nhưng nếu mình có sức khỏe thì tất cả những cái đấy nó sẽ có giá trị toàn diện. Vì vậy cho nên có sức khỏe là số 1 ạ. Đúng không cả nhà? Vâng, cả nhà có nghe rõ không ạ? Cho em xin một tín hiệu được không ạ? Chắc là cả nhà chờ em một xíu, em chuyển vị trí ngồi với ạ. Cả nhà có hình như không nghe được đúng không? Để em chuyển vị trí ngồi vì hôm nay mạng nghe em đang bị hỏng nên bị kém quá. Có nghe được không Tú ơi? Lúc được lúc không chị ạ. Thế ok, cả nhà chờ em xíu nhé, em ra ngoài chắc phải chuyển chỗ ạ. Cho cả nhà cho em Tú phát giúp chị video tầm 2 phút chị chuyển lại chỗ với. Dạ vâng, dạ vâng. DJ phát giúp em video với ạ.
nhận được tín hiệu quay trở lại của chị Trần Hiền. Thì rất mong DJ có thể là đưa chị Trần Hiền lên màn hình đúng không ạ? Vâng, chào mừng chị đã quay trở lại với chúng ta. Dạ vâng. Vâng, em xin lỗi cả nhà, mặc dù là khuyên cả nhà ra chọn một cái góc yên tĩnh để ngồi chuẩn bị mạng, nhưng mà nhà hôm nay thì nhà em lại gặp sự cố về mạng ạ. Mấy hôm nay đang phải nhờ thợ nhưng vẫn chưa ăn thua. Giờ em xin phép là chia sẻ lại màn hình cả nhà nhé. Cả nhà chờ em 30 giây thôi ạ. Cả nhà nghe rõ được rồi đúng không ạ? Cả nhà nghe rõ được rồi đúng không ạ? Cho em xin đúng một số 1 thôi ạ. Dạ vâng ạ, ok ạ. Vâng, em xin chia sẻ lại nội dung để cả nhà mà nắm thông tin ạ. Thì cuộc sống này đúng không ạ? Mình luôn luôn có ngày nào mình cũng nỗ lực và mình và mục đích của cái sự, các cái nỗ lực của mình là cái gì ạ? Mỗi người thì có những cái sự lựa chọn khác nhau đúng không ạ? Nhưng mà cũng mong muốn có cái xe hơi để đi lại tránh mưa tránh nắng, hoặc là có của cải để dành đó. Ngoài ra thì mình còn nỗ lực để có một cái địa vị trong xã hội, có được du lịch tưởng thưởng để được khám phá khắp mọi nơi, và mình nỗ lực để vì một cái sự nghiệp. Nhưng mà tất cả những cái nỗ lực đó, nếu mà mình không có sức khỏe thì mình, cả nhà thấy sao ạ? Thì những cái nỗ lực đấy nó sẽ là đánh đổ xuống sông xuống bể đúng không ạ? Và tất cả đều là con số 0. Vì vậy cho nên với tất cả mọi người ạ, có sức khỏe mới là có tất cả đúng không cả nhà? Khi mà có sức khỏe thì tất cả mọi nỗ lực của mình nó sẽ được toàn diện. Và WHO đã công bố yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe là gì ạ? Cả nhà còn nhớ không ạ? Đầu tiên là 15% đến từ di truyền, 7% là do khí hậu và 10% là do xã hội xung quanh. Và bác sĩ thì chỉ ảnh hưởng 8% thôi cả nhà nhé. Và cái việc mình tự giữ gìn sức khỏe đấy ạ, vấn đề đấy là quyết định 60%, đúng không ạ? Thế thì từ những cái con số này, từ những con số này cả nhà có nhìn thấy không ạ? Cái việc tự cá nhân mình có cái kiến thức để chăm sóc sức khỏe chủ động, cái đấy cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Và thế nguyên nhân gây ra bệnh tật hiện nay là gồm những nguyên nhân gì? Cả nhà có biết không ạ? Thực phẩm ô nhiễm, mình bây giờ báo đài cũng rất nhiều các cái kênh truyền thông là thường xuyên đưa tin rằng là có những cái lô hàng, lô thực phẩm bẩn, ô nhiễm và gây ngộ độc hàng loạt luôn, đúng không ạ? Thịt thì thường có thuốc tăng trọng này, có chất bảo quản này, thậm chí là có những nhà kinh doanh họ buôn cả thịt thổ hôi, thịt thối, có những con giòi rồi mà vẫn đưa để cung cấp cho các cái nhà hàng, đúng không ạ? Thứ hai là không khí ô nhiễm. Cả nhà có biết là Hà Nội là một trong 3 thành phố ô nhiễm nhất thế giới không ạ? Thủ đô Hà Nội đấy ạ. Vâng. Và khi mà mình dùng cái máy để đo cái mức độ ô nhiễm ấy ạ, thì Hà Nội là một trong những thành phố cực kỳ ô nhiễm. Đó, và cả nhà mình đang sống trong một cái nơi mà rất là ô nhiễm. Ngoài ra thì căng thẳng stress cũng gây ra bệnh tật cho tất cả mọi người. Và đấy là một cái yếu tố mà ảnh hưởng rất là nặng đấy ạ. Khi mà cuộc sống bận rộn thì mọi người lại còn càng lười vận động nữa, ăn đồ ăn nhanh và lười vận động. Nguồn nước ô nhiễm cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta, và thường là thức khuya hoặc là những cái cảm xúc gây hại cho cơ thể. Có những cái câu nói này mà làm cho mình rất là, em rất là vui, đó là gì ạ? Em rất là vui khi mà mình biết được những cái thông tin này ạ. Đấy là những cái cảm xúc mà gây hại cho sức khỏe đấy ạ. Cả nhà có thể nốt vào vở của mình để mình có những cái lưu ý cả nhà nhé. Lo lắng thì hại dạ dày ạ. Sợ hãi hại thận. Căng thẳng thì hại tim. Tức giận hại gan má. Đau buồn thì hại phổi ạ. Và cả nhà lưu ý 5 cái đặc tính này của các cái bộ phận trong cơ thể mình để mình cố gắng kiềm chế và kiểm soát cảm xúc cả nhà nhé. Vâng ạ. Thế sức khỏe của mình sẽ dựa vào ai ạ? Đố cả nhà biết ạ.
Mình sẽ dựa vào bác sĩ hay dựa vào hàng xóm hay dựa vào đồng nghiệp của mình á? Hay dựa vào bạn đời của mình á? Tất cả phải là lưu ý ạ. Chữa bệnh thì mình sẽ dựa vào bác sĩ, nhưng phòng bệnh thì dựa vào bản thân, đúng không ạ? Thế thì nếu mà phòng bệnh dựa vào bản thân, chữa bệnh dựa vào bác sĩ. Vâng ạ, thế theo em cả nhà có thể trả lời giúp em ạ. Giữa mình nên chữa bệnh, tập trung chữa bệnh hay tập trung phòng bệnh ạ? Vâng ạ, phòng thân đúng không ạ? À, cảm ơn bạn Tú ạ. À, với cuộc sống hiện đại rồi ạ, với một cái xã hội mà rất nhiều là kênh thông tin để mình có thể truy cập được thông tin, mình cập nhật được tin tức đúng không ạ? Ở một cái xã hội hiện đại bây giờ mình cũng có rất nhiều cách để mình có thể phòng bệnh một cách chủ động. Thì mỗi chúng ta nên cố gắng để mình tổng hợp kiến thức để mình có thể phòng bệnh bản thân mình, có thể chủ động phòng bệnh thay vì việc là đến khi có bệnh mình lại phải dựa vào bác sĩ, đúng không cả nhà? Dạ vâng ạ. Lưu ý là luôn luôn mình phòng bệnh trước cả nhà nhé. Và phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thế thì để có một sức khỏe tối ưu, để có một sức khỏe tối ưu, cả nhà có biết gồm những yếu tố gì không ạ? Đấy là đầu tiên ạ, mình phải có một lối sống lành mạnh, đúng không ạ? Thế lối sống lành mạnh tức là như thế nào? Đó là mình phải có một tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, đúng không ạ? Ngủ nghỉ đúng giờ ạ. Vâng, cả nhà còn nhớ buổi hôm trước em chia sẻ ngủ nghỉ đúng giờ tức là mấy giờ không ạ? Vâng, tầm 10 giờ, trước 10 giờ rưỡi ạ, buổi tối đấy ạ, để cho gan còn thải độc. Và mình đặc biệt là một cái thói quen ăn uống healthy, hạn chế dầu mỡ, hạn chế đồ ăn nhanh, đúng không ạ? Thế thì yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến sức khỏe tối ưu đó là thể dục thể thao ạ. Và yếu tố thứ ba chính là dinh dưỡng hợp lý cả nhà nhé. Dạ vâng, ba yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tối ưu. Vâng ạ. Bây giờ vâng ạ, cả nhà đã nghe được rõ chưa ạ? Cả nhà có nghe được rõ không ạ? Vâng ạ, không có tiếng trong clip ạ. Vâng ạ, thế em sẽ không chiếu clip nữa cả nhà nhé. Em xin chia sẻ vào nội dung chính của buổi hôm nay, đấy là về vitamin B complex ạ. Vâng ạ. Thì mục tiêu của buổi chia sẻ hôm nay gồm có 3 nội dung chính cả nhà nhé. Cả nhà đã nghe được rõ không ạ? Nếu mà nghe rõ cho em xin một tín hiệu số 2 được không cả nhà ơi? Buổi hôm nay mạng hơi chập chờn ạ. Cho em xin một số 2. Ok ạ, cảm ơn Tú ạ. Vâng ạ. Buổi nội dung của buổi hôm nay đó là em xin chia sẻ về B-Complex ạ. Và mục tiêu của buổi hôm nay đó là mình sẽ hiểu rõ cái vai trò. Mình sẽ hiểu rõ cái vai trò và nguồn cung cấp vitamin cả nhà nhé. Vitamin B ạ. À, và hiểu rõ tầm quan trọng của vitamin B complex cũng như là nắm bắt những cái ưu điểm của sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Natural B complex ạ. À. Và đầu tiên ạ, cả nhà có thấy rằng là cái cuộc sống hàng ngày của mình đang có quá nhiều những cái áp lực mà làm cho tất cả chúng ta đều có những cái lúc bị stress, căng thẳng, mệt mỏi đúng không ạ? Vâng ạ, những cái áp lực từ cuộc sống hàng ngày, từ áp lực trong gia đình, những cái mối quan hệ hàng xóm hay là mối quan hệ anh em họ hàng, bạn bè, áp lực từ công việc, áp lực từ sức khỏe, từ con cái, rất rất nhiều những cái áp lực đúng không ạ? Và tất cả những cái đấy là tạo nên cho mình một cái triệu chứng gọi là stress. Vâng, khi mà mình phải lo lắng, căng thẳng quá nhiều thì cơ thể của mình sẽ dễ bị stress đúng không ạ? Và thế thì stress nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi.
đúng không cả nhà? Và khi mà stress như thế thì cơ thể của mình sẽ rất cần bổ sung những cái vitamin nhóm B. Thế cả nhà có biết là vitamin nhóm B thì bao gồm bao nhiêu loại vitamin B không ạ? Vâng ạ, có 7 loại cả nhà lưu ý nhé. Có 7 loại vitamin nhóm B, đó là B1, B2, B3, B5, B6, B9 và B12 ạ. Vâng ạ. Và mỗi vitamin nhóm B thì nó lại có những cái chức năng và có trong các cái thành phần ở các cái thành phần khác nhau. Đặc tính của vitamin nhóm B đó là gì ạ? Đầu tiên cả nhà nhớ cho em ạ. Vitamin nhóm B rất dễ hòa tan trong nước. Đó, vì là rất dễ hòa tan trong nước nên là cơ thể mình hàng ngày khi mình bổ sung vitamin B rồi ạ, thì vitamin nhóm B nó rất dễ hòa tan và chuyển hóa thành năng lượng nên hàng ngày mình sẽ cần phải bổ sung vitamin D thường xuyên. Và chức năng thứ hai của vitamin nhóm B đấy là hỗ trợ cơ thể mình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, hỗ trợ thực hiện nhiều cái chức năng quan trọng như tim, đó, như nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể, đó, như tim, rồi hệ thần kinh. Đó. Và vitamin nhóm B á, thì có nguồn gốc từ cả thực vật và từ cả động vật, cả nhà nhớ ạ. Thế thì vitamin B complex tức là bao gồm đầy đủ 7 nhóm vitamin B từ B1, B2, B3, B5, B6. Thế thì đầu tiên là mình tìm hiểu ạ, vitamin B1 là như thế nào, đúng không ạ? Vitamin B1 còn có tên khoa học của nó là thiamin, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng trong cơ thể, đồng thời giúp hỗ trợ chức năng hệ thống thần kinh, giảm stress, hỗ trợ hệ miễn dịch cho cơ thể của chúng ta. Vâng ạ. Vitamin B2 thì sao ạ? Vitamin B2 còn có tên khoa học là riboflavin, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, hỗ trợ sức khỏe mắt và ngăn ngừa chứng đục thủy tinh thể ở mắt ạ. Đồng thời ạ, vừa giúp hình thành hồng cầu và hỗ trợ chống oxy hóa. Vâng, cả nhà chỗ này cả nhà có thể sẽ thắc mắc đúng không cả nhà? Là hình thành hồng cầu thì từ trước giờ mình thường nghĩ đến là gì ạ? Là sắt đúng không ạ? Tuy nhiên ạ, vitamin B2 còn có chức năng là hỗ trợ để hình thành hồng cầu. Vì vậy cho nên những ai mà thiếu sắt ạ, những ai thiếu sắt thì nên bổ sung thêm cả B, vừa giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, vừa giúp hình thành hồng cầu thì giúp cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn ạ. Và ngoài ra vitamin B3 còn có tên khoa học là niacin. Vâng ạ, vitamin B3 hỗ trợ tuần hoàn và tim mạch, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, đồng thời giảm căng thẳng, tăng cường chức năng cho hệ thần kinh. Còn vitamin B5 ạ, vitamin B5 còn có tên là axit pantothenic, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, giúp da khỏe mạnh và tăng cường hệ thống miễn dịch ạ. Dạ vâng, nên với những ai mà bổ sung B thường xuyên, đặc biệt là B5, thì cái da của mình sẽ thấy hồng hào, bởi vì sao ạ? Vừa giúp cho cơ thể mình hình thành hồng cầu, vừa giúp giảm căng thẳng và đồng thời giúp da mình thấy khỏe mạnh hơn. Dạ vâng, vì vậy cho nên vitamin B5 còn có tác dụng trong cái việc làm đẹp, cải thiện làn da, cả nhà nhớ nhé. Vâng, còn vitamin B6 ạ. Vitamin B6 thì còn có tên khoa học là pyridoxine, giúp duy trì các chức năng của não bộ, giảm stress, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tạo tế bào hồng cầu và tăng cường hệ miễn dịch ạ. Còn vitamin B9 đặc biệt, cái này vitamin B9 khá đặc biệt đấy cả nhà. Đó, còn có tên khoa học là folate hay là acid folic. Cả nhà thấy nghe quen không ạ? Vâng, đặc biệt là người phụ nữ mang thai đúng không ạ? Vitamin B9 giúp tổng hợp DNA, hình thành tế bào hồng cầu, đồng thời hỗ trợ khả năng tăng trưởng tế bào và giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh. Vì vậy cho nên ạ, với những phụ nữ đang mang thai hoặc là phụ nữ chuẩn bị mang thai thì luôn luôn bác sĩ thường khuyến cáo là sao ạ? Nên bổ sung nhiều axit folic hay là folate hay còn gọi là vitamin B9. Vâng, khi mà với người phụ nữ mang thai mà được bổ sung đầy đủ vitamin B9 thì sẽ hỗ trợ gì ạ? Hỗ trợ cho bào thai tăng trưởng phát triển được tốt và đồng thời giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh.
Vitamin B12 còn có tên là cobalamin, tạo tế bào hồng cầu, duy trì các tế bào thần kinh hoạt động tốt, đồng thời giảm căng thẳng mệt mỏi, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và đồng thời giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, hỗ trợ sức khỏe hệ miễn dịch. Đấy là toàn bộ 7 loại vitamin B thuộc nhóm B mà mình cần quan tâm, đúng không ạ? À, vitamin nhóm B thì mình cần tìm hiểu ở đấy là ở nấm men, đúng không ạ? Vitamin B, nấm men thì thường tạo ra một cái lượng vitamin B rất là lớn và nấm men thì thường được sản sinh ở vùng đất trồng nho, nơi trồng hoa quả lúa mạch. Và những cái tế bào nấm men á, thì phân chia 20 lần trước khi chết. Và một cái tế bào nấm men thì sản một cái tế bào là sẽ sản sinh ra hàng triệu những con nấm men khác. Và nấm men là tự thân vận động để tạo ra các cái dưỡng chất. Vâng ạ. Thế thì trong cái nấm men á, thì chứa rất nhiều vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 và đặc biệt là còn có các khoáng chất như chrome, selen, kali, sắt, kẽm, magie và cả protein cả nhà. Vâng ạ. Vitamin nhóm B thì rất dễ hòa tan trong nước. Vâng ạ. Và nó là những như em lúc nãy có chia sẻ đó là nó giúp để tạo và hình thành các cái hồng cầu nên sẽ giúp là cơ thể mình khỏe hơn. Thế tầm quan trọng của vitamin B complex là gì ạ? Vâng, cả nhà cùng theo dõi nhé. Đầu tiên đó là tăng giúp cơ thể mình tăng trưởng, đặc biệt là với những bạn đang trong bạn nhỏ đang trong giai đoạn phát triển, đúng không ạ? Thì vitamin B khi mà bổ sung đầy đủ vitamin B thì giúp cơ thể mình phát triển một cách toàn diện, vâng ạ, và duy trì các cái chức năng trong cơ thể như tim mạch, rồi thần hệ thần kinh, rồi rất nhiều những cái chức năng khác, bởi vì nó giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng thì sẽ dẫn truyền các cái năng lượng đến đi khắp cơ thể để nuôi dưỡng các cái tế bào cũng như là giúp cơ thể mình khỏe mạnh hơn. Nhờ cái quan trọng tiếp theo của vitamin B complex đó là gì ạ? Chính là chuyển hóa thức ăn thành năng lượng mà em vừa nói, đúng không ạ? Vitamin B complex sẽ giúp chuyển đổi các chất dinh dưỡng đơn như axit amin, gluco và axit béo ở ti thể thành năng lượng dạng ATP. Vâng ạ, cả nhà nhớ nhé, chuyển dinh dưỡng đơn như là axit amin, gluco, axit béo ở ti thể thành năng lượng. Vâng ạ. Thế thì ngoài ra, cái vitamin B complex thì còn giúp giảm căng thẳng, tăng cường chức năng thần kinh. Đây chính là cái lý do mà vì sao với những người mà chịu những cái sức ép làm việc căng thẳng và sử dụng đầu óc nhiều, hoặc là những em học sinh mà đang trong cái giai đoạn ôn thi hoặc là ôn thi thì mình nên bổ sung thêm B cho các bạn ấy. Vâng ạ, thì sẽ giúp là hỗ trợ cái chức năng thần kinh và sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin để hỗ trợ cơ thể đối phó với trầm cảm, lo âu và căng thẳng. Đó. Vitamin B complex cũng giúp là tham gia vào quá trình hình thành các cái tế bào máu và sẽ là hình thành các cái tế bào hồng cầu để giúp vận chuyển oxy đến khắp các cái tế bào trong cơ thể. Vâng, thế thì cả nhà cũng biết rồi đúng không ạ? Để mà trong cái cơ thể của chúng ta các cái tế bào đều cần oxy để có thể duy trì sự sống đúng không cả nhà? Vâng, thế nếu mà mình thiếu vitamin B complex thì nó sẽ không thể giúp các cái tế sản sinh được các cái tế bào hồng cầu và sẽ cũng không thể giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể, đúng chưa ạ? Vâng ạ. Vitamin B complex cũng giúp là tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường sản xuất các cái tế bào miễn dịch như tế bào lympho T và chất điều hòa các cái quá trình miễn dịch như cytokine, hỗ trợ tăng cường đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào cả nhà. Đó, thế thì khi mà bổ sung B, cái để mà tăng cường miễn dịch từ trước giờ thì mình vẫn đang biết với nhau đó là vitamin C đúng không ạ? Vitamin C vừa tăng đề kháng, đạm cũng là tăng miễn dịch, nhưng đặc biệt B complex nó sẽ giúp cơ thể của chúng ta tăng hệ miễn dịch rất là tốt ạ. Ngoài ra là B complex còn giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Homocysteine là axit amin được sản xuất trong cơ thể và vitamin B sẽ giúp duy trì cái mức thì homocysteine lành mạnh trong máu, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch ạ. Vâng ạ. Thế thì cả nhà có thể nhìn thấy một cái hình ảnh trên màn hình đúng không ạ?
những cái homocysteine là những cái axit mà được sản xuất trong cơ thể. Và khi mà thiếu vitamin B thì cái mức mà homocysteine này sẽ lành mạnh trong máu sẽ ở cái mức là không tốt, và từ đấy thì nó sẽ xuất hiện những cái cục máu đông, đúng không ạ, ở trong những cái mạch động mạch của mình. À, những cái mạch của mình. Và khi mà xuất hiện những cục máu đông thì nó sẽ dễ gây gì ạ? À? Nó sẽ dễ gây đột quỵ. Cả nhà nhớ nhé, dễ gây đột quỵ bởi vì bị tách, cái việc vận chuyển máu đi khắp cơ thể nó sẽ bị hạn chế và thậm chí có thể gây tắc nghẽn mạch máu và nó sẽ dễ gây đột quỵ cả nhà. Nên khi mà bổ sung đầy đủ vitamin B, nó sẽ hỗ trợ được cái sức khỏe tim mạch cho chúng ta. À, thế thì với những cái đối tượng nào thì dễ bị thiếu hụt vitamin B nhóm B ạ? À? Đó là người có cái chế độ ăn không cân đối và không hợp lý. Người ăn chay thì thường sẽ thiếu hụt vitamin B12 cả nhà. Còn người ăn nhiều đường, bột đường tinh chế thì cần một lượng lớn các vitamin nhóm B để chuyển hóa chúng thành năng lượng. Nên cả nhà lưu ý ạ. Với cái thông tin này cả nhà có liên tưởng đến vấn đề gì không ạ? Vâng ạ. Đấy là với những người mà thường hay ăn nhiều đường và bột đường, hay đặc biệt là những người béo phì. Đúng không ạ? Với những người béo phì thì hay ăn, rất là hay thích ăn đường và nhiều đường, bột đường tinh chế như là gạo, rồi là nhiều bánh mì, đúng không cả nhà? Thế thì với những người mà muốn giảm cân ạ, muốn giảm cân thì nên trong cái chế độ giảm cân nên bổ sung nhiều vitamin B complex để giúp chuyển hóa những cái thức ăn nhiều đường và bột đường tinh chế đấy thành năng lượng để đốt cháy trong cái quá trình hoạt động trong ngày của chúng ta. Cả nhà nhớ chưa ạ? Vâng, bổ sung B để hỗ trợ phần nào giúp là mình kiểm soát cân nặng, cả nhà nhớ ạ. Và người lạm dụng bia rượu, với những cái rượu bia ấy thì khiến mất nước và các chất dinh vitamin nhóm B qua đường bài, và đồng thời ạ, thì khi mà thiếu hụt B thì nó sẽ gây tổn thương tiêu hóa và dẫn chất dinh dưỡng, cả nhà hiểu không ạ? Đó cũng cả nhà có nghe rõ không ạ? À, nếu mà cả nhà nghe rõ có thể cho em xin một tín hiệu số 3 được không ạ? Ok ạ, em cảm ơn cả nhà. Vâng, với những người mà bị thiếu hụt vitamin B nhóm B thì thường xuyên ạ, thường căng thẳng, mệt mỏi và mất ngủ. Và khi đấy ạ, não sẽ phát tín hiệu cho cơ thể là yêu cầu cung cấp thêm năng lượng vitamin B cần thiết cho cơ thể. Vâng ạ. Đây, với phụ nữ có thai và cho con bú, nếu mà thiếu hụt vitamin B9 hay lúc nãy em đã chia sẻ với mọi người đó là gì ạ? Vitamin B9 hay còn gọi là folate hay acid folate, làm tăng nguy cơ, nếu thiếu hụt vitamin B9 sẽ làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Còn nếu thiếu hụt vitamin B12 thì có thể dẫn đến sẩy thai, trẻ sinh bị nhẹ cân. Đúng không ạ? Nên B9 và hay còn gọi là acid folate rất quan trọng đối với phụ nữ mang thai ạ. Còn đối với người lớn tuổi thì sao ạ? Với người lớn tuổi thì hội chứng kém hấp thu ở ruột ngăn cạn sự hấp thu vitamin B vào trong máu, từ đó gây nên thiếu hụt vitamin B trong cơ thể cả nhà. Vâng ạ. Đó chính là lý do vì sao mà với người lớn tuổi ạ, thì lần buổi chia sẻ hôm trước thì em đã có chia sẻ về sức khỏe người lớn tuổi rồi đúng không ạ? Và một trong những cái vấn đề của người lớn tuổi đó là gì cả nhà nhớ không ạ? Đó là cái việc hấp thu chất dinh dưỡng cũng như là cái trong cơ thể là đã bị hạn chế rồi đúng không ạ? Và cái khả năng tiêu hóa bị kém nên là thường gây bị táo bón đúng không ạ? Thế thì khi mà với những người lớn tuổi thì mình nên bổ sung thêm vitamin B complex để giúp giảm cái hội chứng kém hấp thu ở ruột. Đó, để giúp là tăng cái khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn cũng như là từ những cái bổ sung khác. Thì như thế cơ thể của người lớn tuổi sẽ được cải thiện đáng kể hơn rất là nhiều ạ. Vâng ạ. Thế thì biểu hiện của thiếu hụt vitamin B là gì? Thứ nhất đấy là tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt, đúng không ạ? Vâng, những ai mà đang bị stress đúng không cả nhà? Đang bị căng thẳng thì có dễ cáu gắt không ạ? Vâng, những ai mà đang thiếu B thì sẽ rất dễ cáu gắt và đó là những người mà đang thiếu B3, B6, B9 và B12. Còn cái thứ hai là hôi miệng,
dù chăm sóc răng miệng rất là cẩn thận nhưng mà cơ thể vẫn bị hôi miệng. Mặc dù gì ạ? Cả nhà còn nhớ không ạ? Khi mà chăm sóc răng miệng, cả nhà còn nhớ cái quy tắc 222 không ạ? Vâng, đánh răng 2 phút rồi ạ, dùng chỉ nha khoa rồi ạ, súc miệng 2 phút rồi ạ, và vẫn thường xuyên đánh răng ngày 3 lần sau ăn đúng không ạ? Thế nhưng vẫn hôi miệng, đã kiểm tra rất nhiều những cái vấn đề răng miệng nhưng vẫn bị. Thế thì cả nhà có biết đấy là thiếu gì không ạ? Có nhớ không ạ? Vâng, đấy là thiếu vitamin B3, cả nhà nhớ nhé. Vâng, B3, thiếu B3 sẽ làm cho mình bị hôi miệng. Đó. Một cái lý do thứ một cái biểu hiện thứ ba đó là khô, ngứa da, viêm da và da nhợt nhạt. Đó. Thế thì như vậy, nếu trong trường hợp mà có những cái biểu hiện như thế này là cơ thể mình đang thiếu 6 vitamin B, 6 loại vitamin B. À, B2, B3, B5, B6 và B9, B12. Còn nếu mà mình mất ngủ ăn không ngon thì chắc chắn đó là đang thiếu 5 nhóm vitamin B. Đó, B1 này, B3, B6, B9 và B12. Cả nhà nhớ ạ. Thế thì mình đặt một cái câu hỏi đúng không ạ? Liệu có một cái thực phẩm tự nhiên nào mà có thể giúp là cung cấp đầy đủ các loại 7 loại vitamin B nhóm B mà có ích cho cơ thể như từ lúc nãy giờ mà cả nhà mình đang cùng tìm hiểu không ạ? Cả nhà có biết là có loại thực phẩm tự nhiên nào không ạ? Cả nhà cùng có thể tương tác với em để xem là cả nhà có thể biết có một cái thực phẩm tự nhiên nào mà giúp có thể cung cấp đầy đủ các cái vitamin nhóm B không ạ? Vâng ạ, mình cùng tương tác cả nhà nhé. Cả nhà có biết là những cái sản phẩm thực phẩm nào thì có thể cung cấp nhiều vitamin B? Vâng ạ. Thế thì mình cùng tìm hiểu cả nhà nhé. Mình sẽ nhớ là vitamin B á, thì là dễ bị hao hụt 80% trong thực phẩm nếu mà mình chế biến không đúng cách. Cả nhà có biết vì sao không ạ? Bởi vì là vitamin B thì rất dễ tan trong nước như lúc nãy em có chia sẻ đúng không ạ? Và đặc biệt là vitamin B bị hao hụt khi mà ở nhiệt độ cao. Đó. Thế cho nên đây là lý do mà vì sao các nhà chuyên gia dinh dưỡng hay là các nhà khoa học thì thường khuyến cáo mình nên hạn chế tối đa việc các cái chế biến đồ ăn thực phẩm mà hầm rồi là kho thời gian lâu ấy ạ. Bởi vì là khi mà trong cái quá trình hầm hay kho á, là mình đã làm hao hụt vitamin B rất lớn trong thực phẩm. Mà trong khi đấy ạ, thì vitamin B thì lại có nhiều trong thịt, cá, trứng, sữa đúng không ạ? Vâng ạ, và rất nhiều những cái thực phẩm khác. Thế nhưng nếu mà mình chế biến không phù hợp thì mình đang làm mất đi những cái vitamin B có ích, có lợi cho cơ thể của chúng ta. Đúng không ạ? Thế bây giờ em sẽ chia sẻ với cả nhà. Bây giờ em sẽ chia sẻ với cả nhà cái lý do mà vì sao mình nên lựa chọn Nutrilite để chăm sóc sức khỏe chủ động cho chúng ta, mà đặc biệt đó là Nutrilite B Complex được không ạ? Vâng, em sẽ chia sẻ với cả nhà. Nhà có nghe rõ không ạ? Cả nhà có nghe được không ạ? Video thì không nghe được đúng không ạ? Vâng, em sẽ qua cái video này ạ. Vâng, thế thì em sẽ xin chia sẻ với thương hiệu Nutrilite. Thương hiệu Nutrilite hiện tại đang là thương hiệu số 1 thế giới về bổ sung dinh dưỡng ạ. Thế vì sao ạ? Vì sao Nutrilite lại được chọn là thương hiệu số 1 thế giới? Bởi vì nó là di sản lịch sử hơn 85 năm phát triển. Rồi cả nhà, Nutrilite được hình thành năm 1934. Vâng, và đến bây giờ đã là hơn 85 năm phát triển. Và Nutrilite là sự kết hợp giữa tinh hoa từ khoa học và tinh túy từ thiên nhiên. Nutrilite hiện tại gần 15 năm nay là bán chạy số 1 thế giới. Thế thì cả nhà có đặt câu hỏi không ạ? Nếu mà một cái sản phẩm mà gần 15 năm liền được bán chạy số 1 thế giới thì sản phẩm của nó phân phối có tốt không ạ? Và
Vâng ạ, mà là số 1 thế giới chứ không phải số 1 Việt Nam. Như vậy có nghĩa là gì ạ? Trên thế giới, cả mọi người dân ở các nước đều lựa chọn sản phẩm Nutrilite để bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe hàng ngày, đúng không ạ? Thương hiệu Nutrilite tinh túy từ thiên nhiên nghĩa là như thế nào? Tinh túy từ thiên nhiên có nghĩa là các cái nguyên liệu mà để sản xuất ra cái sản phẩm của Nutrilite đó là đến từ nông trang hữu cơ Nutrilite ạ. Và nguồn nguyên liệu này thì được chứng nhận là theo tiêu chuẩn USDA bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Đó, cả nhà có thể lên mạng để kiểm tra, để tìm kiếm rằng là cái tiêu chuẩn USDA của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ nó phải khắt khe như thế nào mà Nutrilite là có đến 3 nông trang hữu cơ đạt chuẩn. Trong khi đấy, các thương hiệu dinh dưỡng khác hiện tại không có một thương hiệu nào có nông trang hữu cơ đạt chuẩn USDA của Bộ Nông nghiệp Mỹ đâu ạ. Nên mình hãy tự hào, mình tự hào vì đã được phân phối dòng thương hiệu bổ sung dinh dưỡng số 1 thế giới. Mình cảm thấy tự tin khi mình sử dụng những cái dòng sản phẩm Nutrilite để mình bổ sung sức khỏe, được không cả nhà? Vâng ạ. Thứ hai ạ, là tinh túy từ thiên nhiên, đó là tất cả những cái sản phẩm Nutrilite đều có một cái quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng khép kín nghiêm ngặt. Nutrilite luôn đảm bảo các cái dưỡng chất thiên nhiên được lưu giữ trọn vẹn trong từng sản phẩm an toàn và chất lượng. Vâng ạ. Và Nutrilite có một cái chứng nhận uy tín nữa, đó là chứng nhận NutriCert ạ. Chương trình NutriCert là chứng nhận tiêu chuẩn canh tác cho các nông trại hợp tác, bao gồm chất lượng canh tác hữu cơ, dưỡng chất thực vật trong sản phẩm. Và dưỡng chất thực vật chính là tiên phong sử dụng, Nutrilite luôn luôn tiên phong để sử dụng dưỡng chất thực vật. Đó. Và tinh hoa từ khoa học, đó là đến từ như thế nào ạ? Thứ nhất là Nutrilite có viện nghiên cứu Nutrilite và Nutrilite sở hữu là khoảng 100 phòng thí nghiệm trên toàn cầu. Cả nhà có biết vì sao Nutrilite lại có hơn gần 100 phòng thí nghiệm trên toàn cầu mà không phải tập trung tại một nước không ạ? Em đố cả nhà biết đấy ạ. Cả nhà còn nhớ vì sao không ạ? Vâng, mình có thể cùng tương tác ạ. Mình có thể nhớ lại xem là vì sao ạ. Vâng, Nutrilite luôn luôn đặt ưu tiên lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Vâng, vì vậy cho nên ạ, Nutrilite mở các cái phòng thí nghiệm tại các nước mà Nutrilite có mặt để làm gì ạ? Để nghiên cứu những cái dòng sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với phong tục tập quán, phù hợp với cấu tạo, cấu trúc cơ thể, phù hợp với nhu cầu của người dân tại nước đấy. Vì vậy cho nên ạ, với những cái sản phẩm Nutrilite mà được đưa về tại Việt Nam, được phân phối tại Việt Nam thì sẽ rất phù hợp với con người Việt Nam, môi trường Việt Nam và phong tục tập quán tại Việt Nam. Nhưng nếu cũng là sản phẩm Nutrilite, nhưng nếu mà là Nutrilite tại Nhật Bản thì sao ạ? Thì sẽ được ưu tiên sản xuất phù hợp với con người tại Nhật. Dạ vâng ạ. Thế thì ngoài ra, tinh hoa từ khoa học của Nutrilite còn đến từ đội ngũ nhà khoa học và chuyên gia dinh dưỡng của Nutrilite. Có hơn 1.000 nhà khoa học, kỹ sư, chuyên nghiên cứu và có hơn 150 bằng sáng chế ạ. Và cái với Nutrilite là sự kết hợp giữa tự nhiên và tổng hợp. Nutrilite luôn tiên phong trong những thực phẩm chức năng từ nguồn dưỡng chất thực vật, góp phần mang lại những sản phẩm tối ưu cho sức khỏe. Và cả nhà có biết là sự khác biệt giữa thuốc với thực phẩm bảo vệ sức khỏe là gì không ạ? Cả nhà nhớ giúp em nhé. Nutrilite là thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay còn gọi là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng chứ không phải thuốc ạ. Nên lưu ý khi mà chia sẻ với khách hàng hay là khi nói chuyện với người khác thì mình hãy lưu ý rằng đây là thực phẩm và hãy lưu ý rằng là được dùng hàng ngày cùng với bữa ăn như thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hàng ngày, chứ không phải là thuốc điều trị bệnh. Nó chỉ là giúp hỗ trợ điều trị bệnh thôi ạ. Cả nhà lưu ý ạ. Vậy thì sự khác biệt như thế nào? Thuốc thì chỉ sử dụng khi cần điều trị một loại bệnh nhất định, đúng không ạ? Và chỉ sử dụng khi có sự chẩn đoán và cho phép của bác sĩ. Đó. Nhưng mà thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì sử dụng như một phần dinh dưỡng hàng ngày, cho nên mình ngày nào mình cũng có thể sử dụng được và mình có thể sử dụng một cái thời gian dài được, đúng không ạ? Và liều lượng hợp lý, không cần sự chẩn đoán và cho phép của bác sĩ. Đồng thời
Thực phẩm bổ sung sức khỏe thì sẽ hỗ trợ được sức khỏe tối ưu và ngăn ngừa bệnh tật, đặc biệt là với Nutrila. Và bây giờ mình sẽ đến với cái sản thực thông tin về sản phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Natural B Complex, được không ạ? Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Natural B Complex có đầy đủ 7 loại vitamin nhóm B. Trong đấy, một viên B Complex này có gồm ạ 1,2 mg B1, 1,2 mg B2, 6,6 mg B3, 5 mg B5, 1,2 mg B6, 150 microgram B9 và 2 microgram B12. Đấy, cả nhà đã nhìn thấy chưa? Hiện nay trên thị trường liệu có dòng B nào mà có đầy đủ 7 loại vitamin B như thế này không ạ? Đó, cả nhà có thể lên mạng cùng search, nhưng riêng với B Complex thì hiệu quả rất là tốt ạ, bởi vì em là người đã được sử dụng. Công dụng của B Complex là giúp bổ máu, tăng cường chuyển hóa năng lượng, tăng cường sức khỏe và giảm căng thẳng mệt mỏi. Đó. Và đối tượng sử dụng là dành cho thiếu niên từ 9 tuổi trở lên và người trưởng thành, người thiếu hụt vitamin B và người có chế độ ăn thiếu hụt vitamin B như người ăn kiêng như lúc nãy em có chia sẻ đúng không ạ? Người cần tăng cường sức khỏe và người làm việc căng thẳng mệt mỏi ạ. Cách dùng ạ, uống mỗi ngày một viên và tốt nhất là ngay sau bữa ăn. Dạ vâng, mình bảo quản ở nơi khô mát và tránh ánh sáng trực tiếp, cả nhà nhớ nhé. Vâng ạ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Natural B Complex là chú ý. Thứ nhất, thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nên cả nhà luôn luôn lưu ý ạ. Nếu những ai đang có vấn đề về bệnh lý thì vẫn nên đi khám ở bệnh viện và nên điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Và chỉ bổ sung B để hỗ trợ điều trị bệnh chứ không phải là thay thế thuốc chữa bệnh. Vâng ạ, em rất muốn lưu ý chỗ này để cả nhà không nhầm tưởng ạ. Với những người mà đặc biệt có bệnh lý nặng mà nếu mà chia sẻ dùng bổ sung dinh dưỡng để chữa bệnh thì sẽ phải sao ạ? Sẽ phải dùng một lượng rất lớn. Đúng rồi ạ, phải dùng hàm lượng cao thì mới hỗ trợ điều trị bệnh được. Còn nếu mà uống theo liều khuyến cáo thì chỉ là gì ạ? Chỉ là bổ sung hàng ngày thôi, nhớ cả nhà nhớ nhé. Và thứ hai chú ý là không sử dụng chất tạo màu, hương liệu nhân tạo, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào. Với thiếu niên từ 9 đến 13 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú, người đang điều trị bệnh thì nên tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trước khi dùng và để xa tầm tay của trẻ nhỏ. Vitamin nhóm B thì thứ nhất là dễ hòa tan trong nước, dễ hấp thu và dễ dàng đào thải ra ngoài cơ thể qua đường bài tiết. Và vitamin nhóm B thì gồm 7 loại B như em nói rồi. Nấm men thì cung cấp dồi dào vitamin nhóm B, khoáng chất và protein. À, thực phẩm bảo vệ sức khỏe B Complex nhớ là uống mỗi viên một ngày để mình bổ sung ở mức cơ bản. Vâng, em xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn cả nhà. Và bây giờ cả nhà mình sẽ cùng chia sẻ với nhau được không ạ? Sẽ cùng tương tác và ôn luyện bài một chút xíu cả nhà nhớ nhé. Vâng. Cả nhà có thể cùng nhớ lại cho em sẽ hỏi một số câu được không ạ? Cả nhà có thể đã bắt sẵn sàng để mình có thể cùng chia sẻ chưa ạ? Cùng tương tác ạ. Mình sẽ cùng dành cho nhau 5 phút để mình sẽ cùng tương tác để ôn lại những cái kiến thức về vitamin nhóm B được không ạ? Cả nhà hãy bật mic lên. Hôm nay mình sẽ tương tác không bằng ô chat nữa mà mình sẽ bật mic và em sẽ là người gọi bất cứ một ai để trả lời. Cả nhà có đồng ý không ạ? Cả nhà có đồng ý không ạ? Vâng. Có. Bây giờ em sẽ bật mic, yêu cầu bật mic tất cả mọi người và mọi người em có thể chỉ định bất cứ mọi người để mọi người cùng chia sẻ được không ạ? Vâng, câu đầu tiên ạ. Câu đầu tiên ạ. B vitamin nhóm B gồm bao nhiêu loại B ạ? Vâng, em xin mời bạn Thơm ạ. Thơm có thể chia sẻ trả lời câu hỏi này không em? Chị ơi, chị Thơm ơi. Có 7 loại. Vâng. Chính xác rồi chị Thơm ạ. Chị Thơm có nhớ đọc được hết tên 7 loại B không ạ? Một này, để chị nhớ là 1, 2, 3,
6, 9, 12. Đúng thiếu 1, đúng không nhỉ? Một à? Thiếu 5 ạ. Ok chị ạ, nhớ đúng chính xác ạ. B thì có 7 loại B, cả nhà nhớ nhé. Vâng, em cảm ơn chị Thơm. Câu hỏi thứ 2 ạ. Cả nhà có nhớ rằng là công dụng của B gồm những công dụng gì không ạ? Em xin mời một chị có thể chia sẻ giúp em ạ. Em mời chị Lan Anh ạ. Chị Lan Anh có thể bật mic không ạ? Công dụng của B Complex ạ. Chị Lan Anh ơi. Chị Lan Anh có thể trả lời giúp em không ạ? Em ơi, hôm nay chị đang ấy nhá. Đang có chút việc nhá. Để cho nhìn. Vâng, vâng. Xin mời để em xin mời một bà một anh chị khác được không ạ? Vâng, mời bạn Đàm Yến ạ. Bạn Đàm Yến ơi, công dụng của vitamin B gồm những công dụng gì, bạn Yến còn nhớ không ạ? Có 4 công dụng đấy ạ. Bạn Yến bật mic nhá. Công dụng của vitamin B là giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, cải thiện sức khỏe cho hệ thần kinh, rồi là giúp tăng cường cái chuyển hóa cái năng lượng trong cơ thể. Chính xác rồi ạ. Chỉ nhớ thế thôi. Vâng, em nhắc lại, cảm ơn Yến rất là nhiều. Em xin nhắc lại những cái công dụng của vitamin B complex, cả nhà nhớ nhé. Đầu tiên đó là giúp bổ máu, tạo hồng cầu, đúng không ạ? Thứ hai là tăng cường chuyển hóa năng lượng, tức là chuyển hóa thức ăn thành năng lượng cho cơ thể của chúng ta ấy ạ. Vâng, và sẽ giúp là chuyển hóa năng lượng đấy, chuyển hóa oxy đi khắp cơ thể nữa cả nhà. Và đặc biệt là vitamin B còn giúp tăng cường sức khỏe, giúp tăng cường cái hệ miễn dịch cho cơ thể và giảm căng thẳng, mệt mỏi, ổn định thần kinh. Em xin chia sẻ thêm, vâng, cái hỏi bài thì chắc sẽ là đơn giản thế thôi. Em xin một câu hỏi cuối cùng. Một câu hỏi cuối cùng là cả nhà có nhớ rằng là mỗi ngày thì mình cần dùng bao nhiêu viên B không ạ? Ở mức cơ bản ạ? Vâng ạ. Em xin mời bạn Quỳnh được không ạ? Quỳnh Aru. Quỳnh Aru có nói trả lời được không ạ? Quỳnh Aru ơi. Mời Tú ạ. Mỗi ngày thì uống mấy viên ạ em? Vâng, em xin được trả lời câu hỏi. Mỗi ngày thì em thường sử dụng một viên vào buổi sáng sau khi em đã ăn sáng chị ạ. Tốt rồi ạ. Cảm ơn Tú rất là nhiều. Đấy là liều em xin chia sẻ với cả nhà. Đó là nếu mà với cái khuyến cáo mức cơ bản đối với vitamin B. Đó, thì nếu mà với một người bình thường thì chỉ cần bổ sung một viên B mỗi ngày, uống ngay sau bữa sáng thì sẽ giúp mình chuyển hóa thức ăn cho cả một ngày luôn và giúp mình có năng lượng trong một ngày. Tuy nhiên, cái này là em chia sẻ thêm. Tuy nhiên, với những ai mà đang có vấn đề về sức khỏe thì mình cần bổ sung vitamin B để là cải thiện sức khỏe và để hỗ trợ điều trị bệnh, thì mình sẽ nên bổ sung với liều cao hơn. Em ví dụ như cá nhân em là có vấn đề về chuyển hóa, em cái khả năng chuyển hóa thức ăn, chuyển hóa đạm, chuyển hóa đường và tinh bột của em rất là kém. Thì như liều lượng mà hiện tại chuyên gia dinh dưỡng đang tư vấn cho em là một ngày 6 viên B. Đó, thế thì khi mà trước đây á, mà khi em đang chưa dùng B complex đó, thì hàng ngày em có những cái triệu chứng như em đã chia sẻ trong bài giảng, đó là thường xuyên mệt mỏi, căng thẳng, rất dễ cáu gắt đó, và cái việc chuyển hóa thức ăn kém nên lúc nào cơ thể cũng rất là bị mệt, đặc biệt là rất dễ đau đầu, stress vì công việc rất áp lực. Nhưng sau một thời gian, chỉ sau một thời gian khoảng tầm với em, với cơ thể là sức khỏe thiếu B trầm trọng, thì em phải dùng sau một tháng thì với liều lượng mỗi ngày 6 viên B thì sức khỏe cải thiện rất tốt. Triệu chứng đau đầu, triệu chứng chóng mặt,
hụt hơi và những cái triệu chứng mà thường xuyên dễ cáu gắt đã giảm rất rất nhiều. Vâng ạ, đó là một cái tip mà em chia sẻ thêm. Ngoài ra một cái tip nữa đó là với những trong cái kiến thức chia sẻ thì cả nhà biết rồi, B hỗ trợ cho hệ thần kinh đó và giúp cân bằng cảm xúc nữa. Thế cho nên ạ, với những ai mà dễ bị say xe cả nhà nhé, dễ say tàu xe ạ, thì cả nhà bổ sung B một thời gian tối thiểu là 3 tháng đều đặn. Cả nhà sẽ thấy là sau một thời gian thì cái triệu chứng say tàu xe nó sẽ đỡ rất rất nhiều. B và C đó vừa tăng hệ miễn dịch vừa ổn định thần kinh, bởi vì cái việc say tàu xe đấy là do thần kinh mình kém, thần kinh bị yếu nên dễ bị say tàu xe. Đó, nên là với những người như thế thì nên bổ sung, ưu tiên bổ sung B một thời gian, chắc chắn sức khỏe sẽ cải thiện. Và nội dung chia sẻ hôm nay của em về vitamin nhóm B và dòng sản phẩm B Natural Complex của Nutrilite đến đây là kết thúc. Em xin trả lại mic cho MC ạ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Trần Hiền ạ. Một bài chia sẻ rất là tâm huyết của chị, rất tuyệt vời phải không cả nhà? Dạ vâng, thì qua bài chia sẻ của chị Trần Hiền thì chúng ta đã được tìm hiểu rất là kỹ về vitamin B, có phải không ạ? Vâng, thì có phải chúng ta đang loay hoay đi tìm những sản phẩm tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường, có phải không ạ? Dạ vâng, thì hơn thế nữa thì những sản phẩm tốt phải đến từ thương hiệu uy tín và được nhiều người sử dụng. Và Nutrilite là thương hiệu đi đầu. Vâng, thì một lần nữa cho Tú xin một tràng số 8 để cảm ơn diễn giả Trần Hiền ạ, với một bài chia sẻ rất là tuyệt vời ạ. Cả nhà cho chị Hiền một tràng số 8 ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn mọi người ạ. Vâng, để tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ được gặp gỡ với một người rất là yêu sản phẩm. Cô hiện đang sinh sống tại Hà Nội, làm việc ở ngân hàng Vietinbank và tham gia cộng đồng chăm sóc sức khỏe chủ động. Và mọi người cho Tú xin một tràng số 9 để mời lên đây cô Nguyễn Thanh Thủy chia sẻ với mọi người ạ. Dạ vâng, xin mời cô ạ. Dạ vâng ạ, xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Chúc cả nhà một buổi tối đầy năng lượng ạ. Vâng ạ, xin chào cả nhà. Mình tên là Nguyễn Anh Thủy, năm nay 54 tuổi, mình hiện sống ở tại Hà Nội. Và hôm nay Thủy sẽ giới thiệu với các cô chú, anh chị và các sản phẩm bổ sung complex của nhãn hàng Nutrilite ạ. Dạng nhãn hàng Nutrilite là một nhãn hàng hội tụ ba thứ nhất ạ, có lịch sử ra đời lâu nhất, sở hữu duy nhất một nông trại, ba nông trại hữu cơ ạ. Và là sản phẩm bán chạy nhất thế giới. Vâng, cũng như bạn Hiền đã giới thiệu ạ, B-Complex là một sản phẩm gồm 7 vitamin, là vitamin B1, B2, B3, B5, B6, vitamin B9 và B12, cùng với là nấm men ạ. Thì công dụng của vitamin B-Complex thì cũng như bạn Hiền đã nói thì mình cũng thêm là công dụng là chuyển hóa thức ăn thành năng lượng ạ, giảm căng thẳng, mệt mỏi, tham gia vào quá trình hình thành hồng cầu, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tim mạch, hỗ trợ người thừa cân, béo phì, hỗ trợ các thai phụ khi mà đỡ nó giảm nghén ạ, và phòng dị tật bẩm sinh. Vâng, vitamin nhóm B là vitamin trong nước ạ. Nó rất là quan trọng với cơ thể của chúng ta nên chúng ta cần phải bổ sung hàng ngày ạ. Vâng, bây giờ thì các cô chú anh chị thấy rằng là khi chúng ta ăn thức ăn có những cái chất bột ấy, và chất đường ấy, và cơ thể mà nếu không được chuyển hóa tốt ấy, thì sẽ bị tích tụ trong cơ thể. Thế và bây giờ thì sẽ chia sẻ cùng các cô chú anh chị tác dụng của nhóm vitamin B như đối với cơ thể của chúng ta như thế nào ạ. Vâng, đây là một viên vitamin B ạ. Nó sẽ như thế này và Thủy sẽ tán ra nhỏ để thay cho cái việc mà mình khi mà mình ăn vào cơ thể đã được chuyển hóa dạ dày co bóp ạ.
bây giờ mình sẽ đốt viên, đây là viên đường phèn ạ, biểu hiện cho là việc độ đường trong cơ thể đấy ạ. Cả nhà nhìn rõ mình không ạ? Đây, và viên đường sẽ không cháy ạ. Và bây giờ mình sẽ thấm. Thấm vitamin B đấy ạ. Vâng. Vào, mình sẽ thấm vitamin B vào trong cơ thể. Vào đây ạ. Đây ạ. Và bên đường đã cháy đấy ạ. Đấy. Và viên đường mình bếp đốt viên đường như này và viên đường cháy chứng tỏ là khi mà tác dụng của của B complex vào ấy thì là cơ thể của mình đã được chuyển hóa. Vâng. Và viên đường cháy chứng minh vitamin nhóm B chuyển hóa năng lượng. Và bản thân Thủy cũng được trải nghiệm sản phẩm. Trước đây là mình hay bị say tàu xe lắm ạ. Và mỗi khi thay đổi thời tiết thì hay đau đầu. Và mình bị mắc bệnh là khó ngủ ấy ạ. Nhưng sau khi sử dụng B complex một thời gian và dùng đều, nghiêm túc thì mình đã được cải thiện sức khỏe rất là tốt ạ. Và bây giờ là đi tàu xe cũng không bị say nữa ạ. Vâng. Thì qua trải nghiệm sản phẩm mình thấy rất là tốt và mình rất tâm đắc và rất là muốn chia sẻ với tất cả mọi người, tất cả các anh chị và các bạn ạ. Vâng, thế thì một viên B complex này ạ là giá là 3.500. Thì và mỗi ngày chúng ta sẽ uống một viên sau ăn. Thế chúng ta bổ sung một viên như thế thì tính ra là hết 3.500 đấy ạ. Nhưng mà chúng ta đã có một lượng vitamin B đầy đủ cho cơ thể của chúng ta. Vâng. Qua trải nghiệm như thế thì mình thì rất là thích ạ. Và mình rất yêu cái nhãn hàng, tất cả các sản phẩm của nhãn hàng Nutrilite của công ty Amway. Và sau khi mình chia sẻ thì các bạn thấy thế nào ạ? Vâng. Thế thì một cái sản phẩm tốt như thế, nhất thế giới, nhiều thứ nhất thế giới như thế, thì chúng ta có nên cho bản thân và cơ hội bản thân và gia đình một cái cơ hội dùng sản phẩm tốt không ạ? Vâng. Thế sau đây thì xin mời các cô chú, anh chị và các bạn sẽ gặp người bạn đã đưa mình đến phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Và mong là mọi người sẽ sử dụng tốt và có chúng ta, tất cả chúng ta đều có sức khỏe tốt ạ. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng. Một phần minh họa sản phẩm rất là tuyệt vời phải không cả nhà? Vâng. Và thay mặt cho ban tổ chức rất là cảm ơn cô Thủy đã đưa đến một sản phẩm tuyệt vời cho chúng ta được biết về những công dụng của sản phẩm. Vâng, một chàng số 6 có thể được nổ giòn giã để cảm ơn cái phần minh họa tuyệt vời của cô Thủy đúng không ạ? Dạ vâng. Và một sản phẩm rất là tuyệt vời như này thì bản thân cô Thủy cũng như tất cả mọi người chúng ta trong phòng Zoom ngày hôm nay rất là mong muốn được sử dụng và chia sẻ cho mọi người để cho mọi người cùng nhau phòng bệnh hơn chữa bệnh, giống như lời chị Trần Hiền đã chia sẻ phải không ạ? Dạ vâng. Và để tiếp đến là phần chia sẻ về kinh nghiệm trải nghiệm sản phẩm cũng như là phần hỏi đáp. Và cô bác và anh chị trong phòng Zoom ngày hôm nay có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe chủ động thì có thể đặt ra câu hỏi và cho Tú một cái tín hiệu để Tú xin được kết nối mọi người với ban cố vấn ngày hôm nay ạ. Dạ vâng.
mong mọi người cùng giao lưu để cho buổi chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta được trọn vẹn, đúng không ạ? Dạ vâng. Có cô bác là anh chị nào có thể đưa ra những cái kinh nghiệm sử dụng sản phẩm của bản thân để có thể là cùng nhau chia sẻ lên đây, giúp cho mọi người cùng nhau sử dụng sản phẩm một cách là đúng đắn nhất cũng như phù hợp nhất với từng nhóm đối tượng, từng nhóm lứa tuổi, có được không ạ? Dạ vâng, Tú vẫn đang chờ những tín hiệu từ phía mọi người đấy ạ. Dạ vâng, nếu như mà không có ai đưa ra những lời chia sẻ cũng như là thắc mắc gì về sản phẩm cũng như là muốn hỏi ban cố vấn bất kỳ điều gì thì Tú Tú xin được kết thúc chương trình tại đây, và một lần nữa xin được cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các lãnh đạo đã cho Tú cơ hội được kết nối với mọi người ngày hôm nay, cũng như cảm ơn diễn giả Trần Hiền cũng như là một người yêu sản phẩm như cô Thủy Nguyễn rất là tâm đắc về sản phẩm để cùng giới thiệu đến mọi người. Vâng, và tôi xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đến với buổi Zoom ngày hôm nay để chúng ta được hiểu thêm, biết thêm về những phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Và xin chào và hẹn gặp lại các cô bác và anh chị trong chương trình thứ 3 tuần sau. Vâng, xin chào và trân trọng cảm ơn ạ. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon ạ. Dạ vâng. Xin cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn chị Yến, cảm ơn anh Minh ạ. Dạ vâng. Em cảm ơn chị Hiền ạ. Chị Hiền nay chia sẻ cho em và mọi người ở đây những cái kiến thức về vitamin B, và có thể là như em là chưa hiểu rõ về sản phẩm thì hôm nay cũng đã được giải đáp rất là nhiều rồi. Hy vọng là những kiến thức của chị Hiền đâu đó có thể giúp được tất cả mọi người trong chúng ta đang có mặt ở đây thì có thể tự tin hơn nữa để có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm, và có thể chia sẻ những người đang gặp các vấn đề mà như hôm nay chị chia sẻ. Vâng, cảm ơn chị một nữa. Vâng, cảm ơn cả nhà đã theo dõi, đã dành thời gian ạ. Em xin out nhé.